Cái này cây dúi nha bạn, cái này bán giá tại vườn nha. Tại cái này nó hơi to, mình đóng cái kiện, còn cái kiện thì mình phải cộng tiền vô, mình tính cộng tiền vô bạn. Cái này có hoành chỗ này 1 mét nè bạn, chiều cao nó cũng khoảng cả mét đó. Tàn ngang nó khoảng 70. Dúi, nhìn cái bệ nó già nhưng mà cái tàn nó hơi còn non nha bạn. Cái bộ dâm này nó còn non, vậy phải làm thêm. Dúi. Cái này mình báo giá tại vườn nha bạn. Cái này của em báo giá tại vườn. Đập cái kiện to lắm nên mình không có thấy được. Ở gần thì mình giao xe ba gác cũng được, xe tải cũng được. Dúi. Dúi nha bạn.